Nếu anh em muốn mua Robux an toàn uy tín giá rẻ thì hãy ghé qua kiwiroblox.com. Ở đây cũng có bán nhiều loại ớt và game pass, cày thuê giá rẻ nha anh em. Tất cả chỉ có trên kiwiroblox.com. Anh em chào mừng anh em quay trở lại với chuyện của mình, mình là Huy Game đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tụi game blog với anh em. Ok, thì hôm nay mình sẽ chỉ ra những cái cách farm mastery nhanh nhất nha anh em. Ok, thì cái cách này chỉ dùng cho những bạn mà chưa biết thôi anh em ạ. Thì những bạn nào mà biết rồi thì có thể kiểm chứng lại hoặc là đi ra chỗ khác cũng được. Ok, bây giờ bắt đầu video nào thì có anh em đi thôi. Thì ở season 1 thì các bạn sẽ nghĩ con boss NL này thì farm rất là ngon đúng không? Nhưng mà theo mình thì mình thấy con boss NL này farm rất là khá anh em ạ. Còn nó vừa mạnh này, nó vừa trâu này, nó còn vừa khá farm nữa, cho nên là lên mastery mình nghĩ là nó khá là chậm anh em ơi. Cho dù anh em lên level cao đi chăng nữa, hoặc là anh em dùng trái bude nữa thì nó cũng rất là khá quấn. Anh em dùng trái phật tổ thì quấn thì nó cũng dễ có một chút, chứ không có dễ, chứ không có ý gì đâu nha anh em. Đấy, cho nên là nghĩ là anh em đánh boss NL này rất là khá farm mastery đấy, cho nên là mình đã có giải pháp để anh em farm mastery dễ ở C1 rồi. Ok, nếu mà anh em muốn farm mastery siêu nhanh ở C1 ấy thì anh em nên qua đảo nha tù và đánh ba con boss nhá. Đây thì đánh ba con boss thì cũng khá là dễ thôi anh em ạ. Nếu anh em ở cấp yếu á thì anh em dụ nó vào đây. Đấy, dụ nó theo mình này. Cứ bắn cái đàn để cho nó mất tí máu đi rồi anh em dụ vô góc tường này nhá. Đây. Bắn súng chứ. Đấy. Đây, vô góc tường này. Kìa. Đấy. Boss này nó khá là ngu anh em ạ, cho nên là nó không biết đường rẻ đâu. Đấy. Thì anh em đứng đây và anh em cứ spam skill thôi. Anh em cứ spam skill thôi, ý gì cái gì luôn, anh em dùng skill nào mà có thể đánh xe đây được. Đấy. Và nếu mà hết boss rồi, anh em đánh xong hết boss rồi, anh em có thể sang qua server khác nha anh em. Đấy. Anh em có thể sang server khác bằng cái máy chủ này, cái server trên này nha. Thì anh em đánh chết xong anh em cứ aura vô lại, aura vô lại. Thì sang C2 thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh boss nha anh em. Đấy, đánh boss để mình farm mastery siêu nhanh anh em ạ. Đấy. Đấy thì con boss này thì mình nó tên là Awakening Emerald nha anh em. Thì anh em nên dùng trái phật tổ để quấn con này về farm mastery siêu nhanh nha anh em. Hoặc là anh em nếu mà anh em không có trái phật tổ ấy thì anh em có thể dụ nó vô bờ tường này, anh em quấn nó nha. Điều ý là anh em phải nhận nhiệm vụ để anh em có một số tiền khi quấn nó nữa nha. Đấy. Ví dụ nó bằng cách là bắn súng nó như cái C1 thôi và dụ với chỗ tường này nè. Thì chiêu của nó thì có chiêu V thì mới đóng băng được mình thôi anh em ạ. Còn tất cả cái chiêu thì nó không thể nào mà quấn được mình. Nó bị tí vào đây luôn. Ai cái đạn. Đấy, anh em cứ dụ đi. Cái con này nó khôn hơn cái con ở C1 anh em. Anh em cứ đấy. Đánh xong anh em né ra. Băng anh em. Yes, chú băng đó thì nó không xuyên tường rồi nha anh em có thể quấn tường luôn. Sợ nhất là chú quê ở đây, chú quê này. Anh em đánh 2-3-4 lần gì đó, xong anh em sẽ đi ra chỗ khác để nó dùng chú quê của nó nha anh em. Đấy, thì chú của nó thì cũng không bao nhiêu máu anh em ạ. Wow. Mình đánh ra được hai cái chiếc vỏ Shiba thì anh em muốn cày mastery siêu ngành này thì anh em quấn cho mình là cái con mà làm nhiệm vụ Tushita nha anh em. Đấy. Nhưng mà con làm nhiệm vụ Tushita thì đi server nào? Đi chính server thì mà đi chính server thì 8 server cũng mất hết boss rồi anh em ạ, không có boss nữa. Giờ đây là cái cách hai mà mình thấy ok nhất nè anh em. Đấy. Cái này thì anh em sẽ dùng cho mình là trái phật tổ nha. Thì cách nào cũng dùng trái phật tổ hết anh em ạ. Đấy. Em cần phải cách chấp phật tổ và anh em sẽ cầm kiếm và click nha. Thì cái cách này thì farm trái quỷ thì hơi khó anh em ạ, cho nên là farm trái quỷ thì anh em qua quấn boss giùm mình nha. Ok thì ok, nếu anh em thích video này đừng quên để lại cho mình một like này, subscribe này, comment dưới để nhớ giờ để bye bye anh em, bỏ nồi tạm biệt.